cơ sở đồ gỗ Tùng Tám, xin chào bác nhá. Đấy, hiện tại là bên xưởng đang đón bác Trụ Nghiêm đấy tại Minh Hòa, Yên Lập là về là ký duyệt một bộ sập ngồi đấy, bằng chất liệu gỗ hương đỏ Nam Phi đây các bác này. Đây thì bác vừa ký duyệt xong đấy, còn mộc chiếc sập này, chiếc sập này báo cáo quý vị là chúng tôi đã lên một nước lót rồi nhé, lên một nước lót rồi đấy, thì hôm nay bác quá ra xem mộc và ký tên rồi bác quá đây. Này chỉ bắn bóng thôi nhỉ. Đấy, chiếc sập này có kích thước là 1m6 nhân 2m. Tiền cho anh giao đầy đủ, anh chị giao đầy đủ thôi, không vấn đề gì nhé. Không nợ một đồng nào. Này chắc mới đi qua để xem giá nào có gì. Nay chị đi ra để xem thôi. Nhưng mà thôi quyết đấy thôi. Hôm nay ra có cả việc phải ra nhà một chút quyết đấy. Nhà đám cưới vậy. Đám cưới nhưng mà chỉ là sẽ vào tí thì có việc, tôi phải đi.